Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước sang tuần thứ 3 mùa chay 5B. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lại trích đoạn lời Chúa hôm nay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra, lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu rằng: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thực chính người biết có gì trong lòng con người. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em rất thân mến, trong tất cả các lễ của người Do Thái, lễ vượt qua là quan trọng nhất. Lễ vượt qua nhớ lại một biến cố trọng đại, biến cố Thiên Chúa đã giang cánh tay hùng mạnh của Ngài giải phóng dân tộc Israel khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Cánh tay hùng mạnh của Thiên Chúa đã nhấn chìm quân lực của Pharaoh trong lòng biển đỏ. Bởi vậy, cứ đến ngày 14 tháng Nisan hàng năm, theo luật buộc, những người nam trưởng thành sống trong vòng 25 cây số phải trở về thành Jerusalem để dự lễ vượt qua. Tuy nhiên, vào thời Chúa Giêsu, có rất nhiều người Do Thái còn sống lưu vong tại nhiều nước trên thế giới. Những người này, họ cũng ước mong về thăm viếng đền thờ và dự lễ vượt qua ít nhất là một lần trong đời. Do vậy, vào dịp lễ vượt qua, mọi người Do Thái trong nước và nhiều nơi trên thế giới về dự lễ rất đông, có khi hơn 2 triệu người. Những người đến dự lễ, họ muốn dâng lễ vật tạ ơn Thiên Chúa vì chuyến đi bình an hay những ơn lành họ đã nhận được trong cuộc đời. Lễ vật dâng tiến Thiên Chúa thường là bò, cừu, bồ câu. Cho nên, trong sân đền thờ thường bán những súc vật này cho khách hành hương. Chúng ta cũng cần biết rằng đền thờ có 4 hành lang. Hành lang thứ nhất dành cho dân ngoại, những người ngoại giáo có thể đến đây để cầu nguyện. Kế đến là hành lang thứ hai dành cho phụ nữ, hành lang thứ ba dành cho người Do Thái, và hành lang trong cùng là dành cho các tư tế. Việc buôn bán và đổi trác diễn ra ở hành lang thứ nhất. Những con vật mà khách hành hương dâng cho Thiên Chúa phải là những con vật lành lặn, không tỉ vết. Những con vật này phải được người đại diện trong hội đồng quản trị đền thánh kiểm định. Do vậy, nếu khách hành hương mua con vật ở ngoài đền thờ, chắc chắn là không được dâng tiến. Cũng vì thế, người hành hương phải mua những con vật trong khu vực đền thờ với giá cao gấp 5, gấp 10 lần so với con vật ở ngoài. Cũng theo luật, mỗi người Do Thái khi đến
19 tuổi phải đóng thuế đền thờ với số tiền là 1/2 xích lơ trên một đầu người. Số tiền ấy tương đương với 2 ngày công. Nếu người đổi tiền đổi được 4 đồng 1/2 xích lơ, họ sẽ kiếm được số tiền bằng 1 ngày công. Nếu tính theo tiền Việt Nam thì tương đương khoảng 100 đến 200 ngàn đồng. Vào dịp lễ vượt qua, như người Do Thái, Chúa Giêsu cũng lên dự lễ. Ngài đã chứng kiến cảnh mua bán đổi trác này, vì lòng thương cảm những người nghèo bị bóc lột, vì sự buôn bán kiếm lời một cách vô lương tâm. Hơn nữa, sự việc này lại diễn ra tại đền thờ, nên Ngài đã quá phẫn uất mà dùng roi đánh đuổi mọi kẻ buôn bán đổi trác ra khỏi đền thờ. Ngài quát mắng họ: "Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán." Việc làm này khiến nhiều người ghét bỏ Đức Giêsu và góp phần trong những lý do khiến Ngài phải chết. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Dẫu biết sẽ phải đón nhận những hiềm thù, nhưng Đức Giêsu cần phải làm để thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Mọi người phải trả lại ý nghĩa đích thực của việc thờ tự Thiên Chúa nơi đền thánh. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, việc đuổi người buôn bán ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu không chỉ muốn nói lên lòng thương cảm của Ngài đối với người nghèo, sự phẫn nộ của Ngài trước cảnh làm ăn bất công, buôn thần bán thánh hay việc thanh tẩy đền thờ. Nhưng hơn thế, Ngài còn muốn nói cho họ, nói cho mọi người biết chính Ngài là đấng Mêsia đến để làm việc đó. Thực vậy, trong sách Malachi có tiên báo về đấng sẽ đến rằng: "Bỗng nhiên Chúa thượng mà các ngươi tìm kiếm sẽ đi vào thánh điện của người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến." Ngôn sứ Jeremia cũng đã cảnh báo cho dân Do Thái rằng nơi đền thờ họ được Thiên Chúa ban ân sủng, thì họ phải sống với những gì họ đã nhận lãnh được. Đằng này, họ lại ăn ở ngược lại, vẫn ức hiếp ngoại kiều, cô nhi, quả phụ, ăn gian nói dối, giết người, trộm cắp, dâng hương thờ các thần Baal, các thần lạ. Phải chăng họ đã coi nhà Đức Chúa có đôi danh Ngài được kêu khấn là hăng trộm cướp? Bởi thế Đức Chúa sẽ triệt hạ đền thờ như triệt hạ Silo. Do vậy, khi Đức Giêsu đến làm điều này, Ngài báo cho dân Do Thái biết rằng Ngài là đấng Mêsia phải đến để thực hiện lời đã tiên báo trong Cựu Ước về Ngài. Qua việc làm này, Ngài thông báo cho dân Ngài chính là đền thờ đích thực mà họ phải tôn thờ. Ngài đã ví đền thờ mới, đền thờ Jerusalem thiêng liêng, chính là thân thể của Ngài. Khi người Do Thái hỏi: "Ngài dựa vào đâu mà có quyền làm điều đó?" Ngài đã nói với họ: "Cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày Ngài sẽ xây dựng lại." Bởi đó, chính Ngài là đền thờ đích thật mà muôn dân phải thờ phượng. Đức Giêsu là đền thờ mới khi Ngài trải qua cái chết 3 ngày trong lòng đất và đã phục sinh. Ngài là nơi Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình cho loài người. Lúc này, người ta không phải thờ tự Thiên Chúa nơi núi này hay núi nọ, nơi đền thờ này hay đền thờ kia, nhưng chính là nơi con người đích thực là chính Ngài. Họ sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, nghe lại bài tin mừng hôm nay, lời Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng chính Chúa Giêsu là đền thờ đích thật mà chúng ta phải tôn thờ, phải trông cậy và tin tưởng. Chúng ta đừng tin vào quyền lực của thế gian, của ma quỷ, của danh vọng, tiền tài, bói toán. Lời Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng khi tin tưởng tôn thờ Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần phải ăn ở sao cho xứng với đạo làm con của Chúa. Chúng ta đừng chạy theo những thói xấu của những người bị Chúa khiển trách ngày xưa, cứ lễ lạc, cứ đến đền thờ múc lấy ân sủng Chúa, nhưng đời sống thì chống lại Thiên Chúa và buôn gian bán lận, hiếp đáp kẻ yếu, đời sống trụy lạc, dâm ô. Chúng ta đừng để Thiên Chúa khiển trách, dân này chỉ thờ ta bằng bôi miệng, còn lòng chúng lại xa ta. Việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ hôm nay, Ngài cũng muốn nhắc nhở cho mọi người chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là đền thánh Chúa ngự. Chúng ta cần ăn ở làm sao biết tôn trọng giữ gìn thân xác mình, con người của mình, đừng hủy diệt thân xác bằng đời sống đê tiện, đừng hủy hoại thân xác bằng rượu chè, hút sách,
hay thức trắng vì những cuộc vui thâu đêm. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, để sống lời Chúa dạy, bài đọc một trích từ sách Xuất Hành hôm nay là 10 điều luật thật tuyệt vời mà Chúa truyền chúng ta cần ý thức tuân giữ. Bước theo Đức Kitô là đi ngược lại với thói đời, nhiều lúc bị người đời xem là khờ dại. Nhưng những lời của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto hôm nay mới thực là điều khích lệ cho chúng ta. Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Ước chi nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta luôn ý thức rằng Chúa Giêsu là đền thờ đích thật mà chúng ta phải tôn thờ. Tôn thờ Ngài, tin tưởng vào Ngài, chúng ta cùng sống xứng hợp với đấng mà chúng ta thờ phụng. Chúng ta giữ gìn thân xác và con người chúng ta cho thanh sạch để xứng đáng cho Chúa chúng ta ngự trị. Mùa chay là một dịp tốt cho chúng ta chạy đến với Thiên Chúa qua bí tích hòa giải, để nhờ đó Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi những lỗi lầm thiếu sót, ngõ hầu chúng ta được trở nên tinh tuyển thánh thiện cho Chúa ngự vào. Amen. Giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ rơi trên đôi má gầy. Giọt nước mắt hạnh phúc khi con nhận ra Chúa yêu con. Giọt nước mắt hạnh phúc Chúa ơi, con dâng đến Ngài, dâng Ngài giây phút trong đời, dâng Ngài từng giọt nước mắt này. Con dâng lên Ngài tình con, dâng Chúa, Chúa ơi, con dâng giọt nước mắt này với lòng sám hối ăn năn. Xin dâng lên Ngài đời con, dâng Chúa, Chúa ơi, xin dâng hạnh phúc vơi đầy, dâng Ngài tình mến chân thành. Giọt nước mắt hạnh phúc lạy Cha, con yêu mến Ngài. Vì đã trót lầm lỗi nhưng Cha rộng tình thứ tha cho. Dù đã bước lạc lối, quyết tâm con nay trở về, trở về với Chúa nhân lành. Xin Ngài dù thương đến con cùng. Con dâng lên Ngài tình con, dâng Chúa, Chúa ơi, con dâng giọt nước mắt này với lòng sám hối ăn năn. Xin dâng lên Ngài đời con, dâng Chúa, Chúa ơi, xin dâng hạnh phúc vơi đầy, dâng Ngài tình mến chân thành. Con dâng lên Ngài tình con, dâng Chúa, Chúa ơi, con dâng giọt nước mắt này với lòng sám hối ăn năn. Xin dâng lên Ngài đời con, dâng Chúa, Chúa ơi, xin dâng hạnh phúc vơi đầy, dâng Ngài.
tình mến trao.